tháng 5, cảm giác thật tuyệt vời khi đi giữa những con đường nhuộm sắc tím của hoa bằng lăng. Huế vốn đã thơ mộng, nay lại càng dễ thương hơn giữa mùa hoa gợi nhung nhớ này. Sớm mai mùa hè, nhiều con đường của Huế dường như xinh đẹp hơn bởi những hàng bằng lăng tím. Sông Hương buổi sớm tĩnh lặng hơn nhờ không khí mùa hè dịu mát và nhờ sắc hoa màu tím tinh khôi. Người đi xa, yêu và nhớ về cổ đô thơ mộng cũng bởi những gì gần gũi và bên dị. Bằng lăng tím, vì thế mà tự nhiên đi vào nỗi nhớ của biết bao người. Mùa đô tháng năm về thì trên các con đường của Huế ngập tràn sắc hoa tím, đó chính là sắc hoa bằng lăng. Những con đường mà mình thường đi ngang qua và thấy sắc hoa này nở rực đó chính là con đường Hà Huy Tập, con đường Đống Đa, con đường Nguyễn Huệ. Và những con đường này nó ghi dấu ấn được trong lòng của tất cả rất nhiều người bởi cái sắc hoa nó rất là đáng yêu, nhẹ nhàng và tinh khiết. Mình được nghe một giai thoại đó chính là sự hóa thân được con gái út của Ngọc Hoàng. Cô đã chữa chọn cho mình một cái sự hóa thân rất là nhẹ nhàng, rất là đáng yêu, tượng trưng cho một tình yêu thủy chung, ngọt ngào. Và nó cũng gợi buồn bởi vì cái tình yêu chớm nở tuổi học trò nó cũng không phải là một tình yêu theo mãi trong suốt đời. Bằng lăng tím cũng chính là sắc hoa gợi biết bao nhớ nhung cho các thế hệ học trò. Thì Trang đang có mặt ở trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng, ngôi trường hồng với sắc hoa mùa hè sao xuyến. Xin chào bạn. Bạn cảm nhận được điều gì khi mà sống giữa mùa hoa bằng lăng tím? Mùa đô tháng năm về thì thành phố Huế của chúng ta tràn ngập những sắc tím của hoa bằng lăng. Màu tím của hoa bằng lăng thì sẽ không giống như màu tím của hoa lục bình, không tím đậm như màu tím của hoa phong lan, mà nó mang một màu tím rất tinh khiết và gửi cho em những cảm giác rất là thoải mái khi nhìn ngắm được những cánh hoa này. Bạn thích làm điều gì khi ngôi trường hồng của mình bắt đầu vào mùa hoa bằng lăng? Thấy những chùm bằng lăng tím ngắt thì trong em thì lại cảm thấy một chút gì đó luyến tiếc, bởi vì thời học sinh của chúng em cũng đã sắp trôi qua, thì em muốn được chụp những bức ảnh cùng bạn bè của em để lưu giữ lại những kỷ niệm tại ngôi trường hồng đung khánh Hai Bà Trưng này. Màu tím của hoa bằng lăng gợi cho bà những ký ức đẹp nào về tuổi học trò? Hoa bằng lăng mang một màu tím rất đặc sắc, gợi cho chúng ta những nỗi buồn chia tay sao xuyến. Cái hoa bằng lăng này còn đại diện cho những mối tình thơ ngây trong sáng tuổi học trò, chỉ là những mối tình vừa chớm nở, vô ưu vô lo, không vướng bận một bất cứ điều gì cả trong tuổi thanh xuân của chúng mình. Vâng, mặc dù tuổi học trò của Thùy Trang đã đi qua khá lâu, nhưng mà cảm xúc như bạn thì vẫn còn đâu đó. Xin cảm ơn những chia sẻ của bạn rất nhiều. Đó là mùa hè đầu tiên của những cô cậu học sinh cấp 3. Mùa hè của những niềm vui vì được học tập ở ngôi trường hồng mình yêu thích. Trong tâm hồn trong trẻo này có những mộng mơ ngọt ngào của những ngày hè ngập nặng vàng, hòa quyện cùng sắc tím dịu dàng của hoa bằng lăng. Hoa bằng lăng cũng là một cái loài hoa mà đã gây nên nhiều cảm xúc và nên ý nên thơ cho những nhạc sĩ có thể sáng tác ra những bài hát hay. Khi mà chơi nhạc ở dưới những cái tán cây mùa hè và những cái tán cây bằng lăng mang đến cho em một cái cảm giác rất là phấn khởi, và dù có đi đâu đi nữa thì vẫn sẽ nhớ về những cái kỷ niệm trong môi trường. Thì em nghĩ khi mà nhắc đến bằng lăng thì tất cả học sinh đều nhớ đến cái quãng thời gian về trường lớp và đều để lại, dù cho có lớn lên có quá tuổi học trò, hình ảnh hoa bằng lăng vào mùa hè sẽ mãi mãi là ở trong tim của mỗi người học sinh. Đó cũng có thể là mùa hè cuối cùng của một thời áo trắng. Có chút tiếc nuối vì quãng đời học sinh sắp đi qua. Rồi đây, sân trường này, bạn bè và thầy cô sẽ trở thành kỷ niệm.
và màu tím bằng lăng ấy chắc chắn sẽ trở thành ký ức thật đẹp trong tim mọi người. Thanh xuân hay là những kỷ niệm của mỗi chúng ta là điều chợt ùa về khi mà nhìn thấy mùa hoa đó. Quan điểm cá nhân của em về việc mà trồng thêm băng lăng trên sân trường hay là những góc ở thành phố Huế thì đó sẽ giúp cho Huế tưởng tượng. Cùng nhau lưu lại những tình cảm yêu thương ấy với sắc tím giản dị cũng là cách những bạn học sinh này đang làm. Vì trường em có rất ít cây băng lăng, tuy nhiên thì những cái khu vực mà cây băng lăng được trồng thì mọi người lại tụ tập rất nhiều và thường xuyên để ngắm hoa mỗi mùa hoa nở. Khi mà vẽ tranh về hoa băng lăng thì em có cảm giác là hoa băng lăng khá tựa những hoa học trò. Em không chú tâm về màu sắc lắm mà em đặt cảm xúc của mình vào trong tranh. Em muốn mọi người nhớ tới sự dịu dàng, sự đẹp đẽ của màu tím của hoa băng lăng. Và thông qua hoa băng lăng thì mọi người sẽ nhớ về những khoảnh khắc khi mà họ còn học tại ngôi trường hôm nay. Mùa hè xứ Huế có những điều rất riêng vậy đó. Dù không phải là loài hoa đặc trưng của Huế, nhưng có lẽ người yêu Huế sẽ nhớ thật nhiều những buổi chiều mùa hè dịu dàng giữa mùa hoa bằng lăng tím nên thơ.